Chào mọi người nha, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một quyển album mini cho khách. Đây, đây là ảnh mình đã in ra rồi nhé. Và đây là ảnh 6x9, một quyển album được 120 ảnh nhé. Đấy, ảnh của khách in rất chi là sắc nét nhé. Đấy, đây là do mình quay qua điện thoại nên là nó hơi mờ một chút. Đây, bây giờ mình sẽ cắt cắt cái ảnh này ra và mình sẽ cho vào trong album nhé. Đây là quyển album mọi người ạ, mình đã nhét vào xong rồi nhé. Và đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thành quả như này. Rất chi là sắc nét luôn mọi người. Đây, quá đẹp. Cái album này được 120 ảnh nhá. Và cỡ ảnh là 6x9cm. Và cái ảnh này đã được ép bụa nhá, không phai màu nhá. Bảo hành 10 năm mọi người nhá. Một chút cho nó kéo sáng và kéo nét lên một chút mọi người nha. Đây,